Thưa quý vị và các bạn, trái cây của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện Lục Ngạn khi đưa ra thị trường đều phải gắn tem truy xuất nguồn gốc. Định hướng này của huyện trọng điểm cây ăn quả sẽ được tập trung thực hiện bắt đầu từ năm nay. Và trong những năm gần đây thì diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã có sự tăng nhanh, nhất là các loại cây có múi. Cây ăn quả đóng một vai trò chủ đạo cho phát triển kinh tế ở địa phương này khi mà giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 3.000 đến 3.500 tỷ đồng. Những sản phẩm nông nghiệp của hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ cây ăn quả Lục Ngạn được bán ra thị trường cách đây vài ngày đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc. Bắt đầu từ vụ thu hoạch năm nay, toàn bộ cam, bưởi của hợp tác xã đưa ra thị trường đều rõ nơi sản xuất. Chúng tôi đã xây dựng nhãn hiệu là cam Lục Ngạn và bưởi Lục Ngạn, và năm nay chúng tôi toàn bộ mọi thành viên là bán sản phẩm ra ngoài thị trường là phải dán tem truy xuất nguồn gốc đến từng hộ gia đình. Thì mọi người khách hàng sử dụng sản phẩm khi dùng cái điện thoại soi vào cái tem ấy thì người ta sẽ thể hiện là đây là cái quả cam này là do Nguyễn Duy Tuấn sản xuất tại địa chỉ nào theo cái tiêu chuẩn như nào. Toàn huyện có gần 27.000 hecta cây ăn quả. Trong đó cây có múi khoảng 5.300 hecta với sản lượng ước đạt 35.000 tấn. Hiện nay thời gian thu hoạch trái cây ở huyện Lục Ngạn gần như quanh năm. Trong năm nay, các hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ thực hiện đồng loạt việc gắn tem truy xuất nguồn gốc đối với trái cây. Sản phẩm cây có múi của 32 hợp tác xã này đều phải đăng ký tem truy xuất nguồn gốc để khẳng định với khách hàng, với người tiêu dùng rằng sản phẩm của nông dân Lục Ngạn sản xuất ra là đảm bảo về chất lượng và đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau vải thiều, rất nhiều loại trái cây có múi của huyện Lục Ngạn đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Trên mỗi sản phẩm đều thể hiện rất rõ đặc trưng của loại quả, rõ nơi sản xuất, thậm chí đến từng hộ. Chiếc tem nhỏ xinh này nhưng vô cùng có ý nghĩa. Nó không chỉ giúp người tiêu dùng có thể nhận biết được nguồn gốc quy trình sản xuất sản phẩm, mà điều này cũng thể hiện rất rõ ý thức cũng như trách nhiệm của người nông dân trong cái việc dám chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Khai thác tốt thế mạnh và lợi thế của địa phương, huyện Lục Ngạn đã phát triển được các sản phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng vùng miền. Việc gắn tem truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm trái cây càng giúp cho nông sản Lục Ngạn nâng cao giá trị thương hiệu trên thị trường.